Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ante Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tựa game đó chính là Thành Phố Rồng các bạn ạ. Wow, và ở đây thì hôm nay mình sẽ giúp một thành viên để leo cuộc đua Heroic nha các bạn. Hiện tại thì bạn này còn 4 ngày và chưa leo được cái gì luôn. Ui cha, thử thách khá là khó khăn đây. Mình sẽ cố gắng leo lên coi đạt được bao nhiêu nha. Không biết giành được top 1 hay không. Một thành viên, ui cha, lắp 15 luôn rồi các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực xem. Đầu tiên thì như thường lệ mình sẽ kiếm con bọ đúng không nào. Đây, chúng ta sẽ đi cho bé này ăn để kiếm những con bọ nha. Một cái thử thách nhẹ dành cho HNT trong ca này cũng hơi khó đây. Đây là kiếm những cái búp. Và bây giờ là tới đây búp các bạn. Rồi, 80M hả? Rồi ok, thử xem nào. Mình đang cần hơi bị gấp rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đang có một cái sự kiện khá là hot ở đây luôn. Giải cứu rồng. Rồi, đầu tiên mình sẽ mở cái em này ra nha. Ngon lành. Di chuyển nào em gì ơi, 25.000. Wow. Nó sơ xem nào, orbit 5 cái. Chúng ta lại tiếp tục. Tới luôn. Wow, L 2 con. Ở dưới đây là một con VR nữa. Ui cha, con này cũng hơi bị đẹp ha. Di chuyển nào. Rồi, ở đây chúng ta có một cái chiếc rương cũng khá là ấn tượng. Đây, chúng ta sẽ làm cái gì đây nè. À, được 10 viên game rồi. Cố lên. Di chuyển nào. Và đây là đây là push, gọi là thức ăn nha mọi người. Wow, chúng ta có thêm một chiếc chìa khóa nữa để giải cứu em đẳng cấp VR tiếp theo. Ui cha, ở dưới đây còn có một con legend nữa nè. Wow, 30 viên game. Mỗi body của chúng ta ở đây tốn khoảng 30 ha. À, sự kiện này thì anh em chúng ta kiếm được khoảng 3 con legend nha mọi người. Wow. Ui cha, rừng Earth kia. Mới gọi là bắt đầu một ngày mới, chúng ta đè mở rương quá chừng. Ui cha, được 10 hả. Rồi, sau một hồi đại chiến gọi là quậy phá kịch liệt. Đây các bạn, chúng ta sẽ đi thu hoạch lại nha. Kiếm thức ăn. Được một cái búp rồi nè, hai cái luôn, ngon lành. Bây giờ thì lại đến với cái khu vực. Lần này thì chắc có lẽ là mình sẽ vào tới khu vực Arena đi ha, để coi ở đây có cái gì vui không. Đây rồi, đội hình này có thể quậy được các bạn ơi. Chỉ gặp mấy cái đội hình mà căng quá là coi như mình xếp dép chạy không kịp luôn. Y như rằng thành viên này khá là đẹp luôn kìa. Thôi ôi, gọi là những cái hiệu ứng khá là ấn tượng. Ở đây thì bạn này của mình mát rồi, mát chữ A rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi một chút xíu cho thành viên gia đình HNT Sitin Dâu. Bạn này một mình cân 3 chắc không là vấn đề gì đâu ha. VR, VR. Một con cấp E, hai con VR. Wow, mấy con này đều khá là xinh và tươi. Chà, cầm cây kiếm lửa luôn kìa. Ngầu dễ sợ chưa. Thôi ơi, nó xả một cái y như rằng bị đốt bởi một đống lửa. Chà, bá luôn. Victory. Chúng ta lại có thêm một chiến thắng nữa rồi. Ồ, 40. Để mình coi đội hình có thể thay đổi được hay không. Cứ biển dung Carrie. Hiện tại thì hình như đội hình này là đội hình mạnh nhất rồi các bạn ơi. Không có mạnh hơn được nữa. Đội hình của tem bạn thì khủng quá. Một thành viên level 40 rồi. 35, 35 và 30. Action. Happy. Và ở đây chúng ta sẽ phá cái bộ giáp của anh bạn này. Titan gió. Và mình cũng có Titan gió đây. Lượng sát thương được tăng gấp đôi.
Wow, ca này là mình còn phải hốt còn hai cái thì chúng ta mới ăn được. Rồi, tuyệt chiêu cưng não của trâu xì tinh dâu 9.000. Thôi ôi, chúng ta thiếu một chút xíu nữa. Rất dễ sợ. Hai thành viên đều lượng máu còn khá thấp. Hốt ba đứa cùng một lúc xem nào. Bơm máu lên. Đó, máu thấp thì chúng ta có thể bơm lên nha. Ngon lành. Và đây sẽ là sức mạnh của anh bạn Titan Gió. 32. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy để lại một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow, đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình với nha mọi người. Hey. Rồi, chúng ta victory. À quên nữa, ra thu hoạch các bạn. Anh em chúng ta ra thu hoạch phát mà mới gặp một thành viên tên là Phương Anh đúng không? Khá là cù tè luôn. Rồi đây. À, một viên game thì bỏ qua đi cho nó lẹ. Tiếp tục đi cho rồng ăn. Ở đây mình sẽ cho cái con nào đây, level thấp thấp đi. Wow, con này cũng thuộc dòng legend này các bạn. Ok, 10, 8, đủ, level 8 là đủ chưa ta? Cái nữa hả? Lại là con số 1. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngõ sơ qua gia đình HNT. Đại chiến luôn. Cân não nào. Hạ gục Nessie chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hai viên game thôi mà. Con này thì mình cũng thích nó lắm luôn ấy, giống như con rồng rắn đất ha. Tuyệt kỹ bá đạo Angrus 38. Dứt điểm luôn nè. Ngon lành. Victory. Rồi, bây giờ chúng ta nhận được 20 viên game các bạn. Khá là ngon rồi. Bây giờ đi làm cái gì nữa đây? Làm nhiệm vụ 8. Cho rồng ăn kiếm bỏ tiếp. Wow. Xong rồi đó, lên level 17 luôn. Đây là tới thức ăn và vàng. Đây là cách mà mình đua cuộc đua heroic. Và mình có chia sẻ, có viết những cái bài gọi là chia sẻ về cách đua cuộc đua này dành cho anh em nào mà chưa có biết nha. Đây, vào cái trang hntchannel.com thì các bạn sẽ vào cái một bài viết để xem được những cái bài mà mình chia sẻ nhiệt tình luôn. Rồi, bây giờ thì sau khi thu hoạch vàng chúng ta tới thu hoạch thức ăn đúng không nào? Thức ăn. Rồi, trở lại. Ngon lành. À, bây giờ mình có thể vào đây để mình ghẹo tiếp không nhỉ? Ngó sơ thì bạn này là Phương Oanh. Chào một cái cô nàng cũng khá là dễ thương. Ghẹo cái bạn Phương Anh này cái xem nào. Bo già cân tất, bố già cân tất. Nó thấy ghê hôn kìa. Em dễ thương mà sao em đặt tên căng não dữ vậy hả Phương Oanh? Bây giờ chúng ta hốt các bạn này cái nè. Rồi, ghẹo thêm một cái nữa. Rồi, em rồi cân tất thì hốt em cân tất luôn. Rồi, bây giờ là rồng cho. Rồng mà còn cho nữa hả? Wow, cái này ghẹo còn hai cái nha các bạn. Dứt đêm. Không thành công. Rồi, chạy vô. Đứng ngoài là người ta quýnh cho tắt thở luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với anh bạn Thánh Rồng. Ngon lành. Đây.
Rồi, ok, trận này anh em chúng ta ngon lành rồi các bạn ơi, win rồi. Quá tuyệt vời. Bây giờ chạy ra trả nhiệm vụ cái nào. Đây, thu hoạch được một cái búp nữa. Mình ngó sơ, ui trời, mới có 1/6 à, ca này phải thu hoạch ra nhiều đây. Và các bạn ơi, video cũng khá là dài rồi, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha, các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.